Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Dynamics 120, xe hai thì của Modonas Malaysia bất ngờ về Việt Nam. Dynamics 120, cái mẫu hai thì của hãng xe Modonas đến từ Malaysia đã bất ngờ về tới Việt Nam vào sáng nay. Và coi nói, đây là mẫu xe đang hút rất nhiều cái sự quan tâm từ cộng đồng biker ở Việt Nam, đặc biệt là những fan đam mê những dòng hai thì. Dynamics 110 chính thức được Modonas ra mắt tại Malaysia trong cái năm là 2016 và đã nhanh chóng trở thành tâm điểm đáng chú ý với những fan đam mê những dòng hai thì. Và cái chiếc Dynamics 110 sở hữu ngoại hình là cực kỳ thích hợp, chế bộ quanh đúc là 5 dấu kép hình lốc xoắn. Giá của Modonas Dynamics 110 ở quê nhà Malaysia tương đương là 34 triệu đồng Việt Nam. Và cái dòng Dynamics đầu tiên về Việt Nam có một chiếc duy nhất. Xe thuộc sở hữu một biker là cực kỳ đam mê những dòng xe hai thì tại thành phố Hồ Chí Minh. Modonas Dynamics 110 đầu tiên Việt Nam là phiên bản cái màu cam tem mới nhất. Và cái dòng xe có rất nhiều phiên bản màu sắc bao gồm như đỏ, vàng, xanh dương, đen và cam vân. Thiết kế màn hình là cực kỳ đặc trưng của cái dòng Dynamics. Và sau đây là vài thông số kỹ thuật của chiếc Modonas Dynamics 110. Cái động cơ là hai thì 118cc, có giò đạp 6 cấp số, công suất 17 mã lực tại vòng tua máy 9.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 14.1 Nm tại vòng tua máy 8.000 vòng trên phút, bình xăng có dung tích 4.6 lít, dung tích nhớt 1.1 lít, cái trọng lượng xe 98 kg, cái chiều cao yên xe 725 mm, lớp trước là 70/90/17/38 bi, lớp sau là 80/90/17/44 bi, đều không ruột. Và đây là chi tiết bên dưới cái yên của Modonas Dynamics của dòng xe hai này. Thiết kế đồng hồ kim đơn giản, bên trái vòng ngoài hiển thị là tốc độ mét trên giờ, xe đạt được tốc độ tối đa 180 mét trên giờ, bên trong hiển thị là vòng trên phút, bên phải là báo xăng và các tín hiệu khác. Và đây là Modonas Dynamics 110 phiên bản màu vàng. Và giá của mẫu xe này đầu tiên Việt Nam vẫn chưa được tiết lộ cho bán. Cảm ơn bạn đã theo dõi này là cái tiếp. Nhớ like, share, subscribe.